Sáng nay tại khu công nghiệp Phong Điền, Ủy ban dân tỉnh tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phan Quý Phương, đại diện các sở ban ngành địa phương và gần 200 cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, quân đội, nhân viên y tế và công nhân viên các đơn vị. Cuộc diễn tập nhằm đánh giá khả năng ứng phó sự cố hóa chất có thể xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, giảm thiểu nguy cơ khủng hoảng về môi trường và bảo vệ sức khỏe người dân. Với tình huống giả định đưa ra, tại khu vực hệ thống làm lạnh của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Đông Lạnh Thừa Thiên Huế xảy ra sự cố cháy nổ và rò rỉ hóa chất. Sau khi sự cố được phát hiện, lực lượng ứng phó tại chỗ của công ty đã báo động và triển khai ứng phó cấp cứu ban đầu, đồng thời thông tin đến các lực lượng chức năng nhằm chi viện hỗ trợ và ứng phó sự cố. Tuy nhiên, sự cố tiếp tục diễn biến phức tạp, phạm vi phát tán khí độc lan rộng, số người bị ảnh hưởng lớn. Trước tình thế đó, Ban chỉ đạo phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào cuộc và tham gia trực tiếp công tác chỉ đạo các lực lượng chức năng chi viện tại hiện trường. Công tác ứng phó được triển khai hiệu quả, sự cố được dần khống chế, mức độ ô nhiễm nằm trong khu vực sự cố được kiểm soát và không phát tán ra bên ngoài môi trường. Công tác cứu chữa người bị nạn và sơ tán công nhân đến vùng an toàn được hỗ trợ kịp thời. Thông qua buổi diễn tập này thì công ty cũng sẽ nhận thức được và học tập được cái kinh nghiệm trong cái vấn đề mà ứng phó với sự cố trang hóa chất. Qua đó thì cũng sẽ, nếu như mà có cái vấn đề thì bên ban lãnh đạo công ty cũng như cán bộ công nhân viên của công ty cũng có được cái kinh nghiệm để mà xử lý khi mà có cái sự cố xảy ra. Chương trình diễn tập đã tuân thủ và đảm bảo đầy đủ toàn bộ nội dung kịch bản diễn tập ứng phó sự cố hóa chất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Công tác tổ chức an toàn tiết kiệm, không gây thiệt hại, ảnh hưởng đến cơ sở vật chất và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sự phối hợp giữa đơn vị cơ sở và các đơn vị chức năng đảm bảo nguyên tắc của công tác ứng phó sự cố hóa chất, hiểu rõ đặc tính của hóa chất trước khi tiến hành thực hiện các phương án ứng cứu phù hợp. Các lực lượng tham gia diễn tập đảm bảo thực hiện nhanh chóng, đầy đủ và chính xác nhiệm vụ của từng đơn vị cá nhân trong suốt cuộc diễn tập. Qua cuộc diễn tập lần này, thì lực lượng chữa cháy công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tham gia và qua đó rút các bài học kinh nghiệm cũng như xây dựng các phương án chiến thuật để tham gia ứng phó với sự cố hóa chất có thể xảy ra trên địa bàn. Thì qua bài học lần này cũng tăng cường tính hợp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác phối hợp chiến đấu. Hóa chất đã đóng góp nhiều lợi ích và tác dụng trong các hoạt động sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, nếu không được quản lý, bảo quản và sử dụng đúng cách, đúng mục đích, hóa chất có thể gây ra những vụ tai nạn, sự cố để lại hậu quả nghiêm trọng về con người và tài sản. Để giảm thiểu những tai nạn, sự cố kể trên, thì vai trò của việc vận hành cơ chế phối hợp tổ chức ứng phó sự cố hóa chất kịp thời hiệu quả của các lực lượng là hết sức quan trọng. Sau hơn 60 phút diễn tập, các đơn vị chức năng đã triển khai khẩn trương nghiêm túc cuộc diễn tập thực binh hiệp đồng tác chiến ứng phó sự cố hóa chất với tình huống giả định tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Đông Lạnh Thừa Thiên Huế thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường năng lực chỉ đạo điều hành, kỹ năng ứng phó, khả năng phối hợp của các lực lượng liên quan trong ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là lần đầu tiên tỉnh ta tổ chức cái diễn tập sự cố hóa chất cấp tỉnh và diễn ra trong cái điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị và tinh thần tích cực sẵn sàng của các lực lượng và cũng như ban chỉ đạo đã lấy kế hoạch rất cụ thể, do đó mà phải nói là cái cuộc diễn tập hôm nay diễn ra an toàn và đảm bảo các cái kịch bản, các cái nội dung mà trong kế hoạch đã được phê duyệt. Phát biểu tại cuộc diễn tập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương cho rằng, mặc dù đây là lần đầu tiên tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức cuộc diễn tập ứng phó sự cố hóa chất, nhưng các đơn vị đã khắc phục những khó khăn, có sự chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng cho cuộc diễn tập. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh, thông qua buổi diễn tập này sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, chủ động công tác phòng ngừa, ứng phó với sự cố hóa chất có thể xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc, nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và môi trường.